Mới trở về Việt Nam, cô con dâu Trung Quốc đã khoe ngay nhà mẹ để khiến cho netizen Trung Quốc bất ngờ trước sự giàu có của những vùng nông thôn Việt Nam. Các bạn thân mến, mới đây vào ngày 20 tháng 12 năm 2022, trên mạng xã hội Trung Quốc đã xuất hiện một video của một cô gái Việt Nam lấy chồng Trung Quốc. Sau một thời gian dài sinh sống và làm việc tại Trung Quốc, thì cô cũng có dịp để trở lại thăm gia đình của mình. Ngày đầu tiên khi đặt chân đến Việt Nam, cô đã giới thiệu ngay ngôi nhà của mình với netizen Trung Quốc. Giống như nhiều khu vực ở nông thôn Việt Nam, ngôi nhà của cô gái này sở hữu một mảnh vườn rất rộng. Phía trước trồng rau, phía sau là nhà. Ngôi nhà của cô gái này ở Việt Nam được thiết kế hai tầng. Thiết kế giống với đại đa số nhà ở nông thôn Việt Nam. Phía trước nhà là một khoảng sân rộng, có một mái che bằng tôn. Ngay sau khi bước vào nhà sẽ là phòng khách. Với một bộ bàn ghế hoành tráng, phía sau phòng khách sẽ là nhà bếp. Tổng quan, tầng 1 sẽ có 2 phòng ngủ và tầng 2 sẽ có 3 phòng. Sau khi giới thiệu xong về ngôi nhà của mình, Cô gái này đã ra ban công để quay một số hình ảnh về quê hương Việt Nam hiện tại như thế nào. Thật bất ngờ, khi toàn bộ những ngôi nhà ở đây là nhà lầu, trong nhà nào nhà nấy đều khang trang và lộng lẫy. Cuối cùng cô gái này nói: "Có rất nhiều người nói gia đình chúng tôi thuộc dạng giàu có ở Việt Nam, nhưng trên thực tế, gia đình tôi là một gia đình bình thường ở Việt Nam mà thôi. Tuy không giàu có gì, nhưng cuộc sống của người quanh đây đều rất hạnh phúc." Phía trên là những chia sẻ của cô gái này với netizen Trung Quốc. Sau khi video này được đăng tải thì đã thu hút rất nhiều sự quan tâm đến từ cư dân mạng nước họ. Mặc dù cô gái này đã giải thích rằng gia đình của cô chỉ là một gia đình bình thường mà thôi, nhưng rất nhiều netizen Trung Quốc vẫn ngạc nhiên vì độ giàu có của gia đình của cô gái tại Việt Nam. Bên cạnh đó vẫn có một số netizen Trung Quốc nói rằng nếu nhà của cô có điều kiện bình thường ở nông thôn Việt Nam, thì nông thôn Việt Nam đã vượt xa Trung Quốc rồi. Vậy cụ thể netizen Trung Quốc đã nói gì thì bang Zom 4.0 sẽ cùng các bạn tìm hiểu ngay sau đây nhé. Sạch sẽ, độc lập Thanh lịch và không hẻo lánh, có sân và các tòa nhà, môi trường và điều kiện sống như vậy rất tốt. Ngôi nhà này của bạn rất thoải mái và khu vườn khá lớn. Các khu vực ven biển Việt Nam có một nền kinh tế tốt, tốt nhất các bạn nên về miền Trung Việt Nam để định cư và phát triển, điều đó cũng tốt. Gia đình của bạn chắc là một gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu ở Việt Nam, hơn cả ở vùng nông thôn Trung Quốc. Nếu ngôi nhà này ở phía Bắc Trung Quốc thì có thể được coi là gia đình giàu có, nhưng nếu đặt ở phía Nam thì chỉ là một gia đình bình thường. Xin đừng nói ở Trung Quốc thế này. Xin đừng nói ở Trung Quốc thế này như thế kia, Nam Bắc tranh lệch quá lớn. Nhà của bạn rất đẹp, ngăn nắp, có sân trước sân sau, rất thoải mái. Những nơi gần biển ở Việt Nam cũng giống như những nơi gần biển ở vùng nông thôn Trung Quốc. Nhìn vùng nông thôn này của Việt Nam phong phú hơn Tam Bạch quê tôi. Vùng ven biển Việt Nam mấy năm gần đây phát triển tốt. Gia đình thực sự giàu có, và những cư dân ở đây đều có những ngôi nhà đẹp. Ở Trung Quốc, đồ trang trí bằng gỗ gụ và đồ nội thất bằng gỗ gụ rất đắt tiền. Vì vậy, Biệt thự của bạn trông cao cấp hơn của chúng tôi. Đồ nội thất bằng gỗ gụ Trung Quốc có giá 300.000 nhân dân tệ, cho một chiếc giường và một bộ ghế sofa, gỗ đàn hương đỏ lá nhỏ còn đắt hơn nữa. Mình đang làm việc ở thành phố Vinh. Mình thấy các bạn Việt Nam thường đi làm việc ở Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc và ở Việt Nam có rất nhiều người nói được tiếng Trung. Vinh là gì vậy? Đó chắc là một địa danh nào đó của Việt Nam. Kiểu nhà này ở quê vẫn khá giả đó. Ngôi nhà này ở Việt Nam của bạn đẹp hơn hầu hết các ngôi nhà ở nông thôn Trung Quốc. Sân nhà rất khang trang đẹp đẽ, hơn hẳn những ngôi nhà nông thôn vùng núi Trung Quốc. Gia đình nhỏ ở Việt Nam của bạn thuộc dạng giàu có rồi đấy. Điều kiện gia đình thực sự tốt, con cái đều xinh đẹp, đều rất sắc, thật đáng ghen tị. Tôi thấy nhà mẹ đẻ của bạn đẹp hơn nhà chồng nhiều. Nhà chồng của cô ấy ở Thành Đô đó, liệu nó có tệ không? Thành Đô là thành phố tốt nhất ở Tứ Xuyên, một siêu đô thị quốc gia và được xếp hạng trong số 10 thành phố hàng đầu của cả nước. Chỗ ở của bạn ở Quảng Tây có tốt hơn nhà chồng của cô ấy không? giá trị của ngôi nhà phụ thuộc vào ngôi nhà của bạn được xây dựng ở thành phố lớn hay một nơi nhỏ hẻo lánh một ngôi nhà cổ gần với một trường tiểu học trọng điểm ở bắc kinh nó đắt hơn nhiều so với những ngôi nhà mới xây ở các khu trường học không trọng điểm những ngôi nhà ở vùng trọng điểm cũng tiềm năng hơn điều kiện kinh tế của việt nam rất tốt nó đã thay đổi rất nhiều so với trước đây ngôi nhà của bạn có bàn ăn ít nhất bạn không phải ngồi dưới đất để ăn chỉ có một gia đình tốt mới có thể nuôi dạy một người phụ nữ như bạn vậy thì việt nam đã vượt qua trung quốc nếu gia đình bạn bình thường trong làng này. Cuộc sống của gia đình bạn ở Việt Nam được coi là ổn, và có một ngôi nhà như vậy được coi là trung bình ở Việt Nam, hãy bằng lòng với những gì bạn có và đừng so sánh mình với người khác. Địa chỉ nhà bạn ở tỉnh nào, thành phố nào ở Việt Nam vậy? Mình ở Hà Tĩnh. Trên thực tế, có rất nhiều cô con dâu Việt Nam có điều kiện gia đình tốt hơn rất nhiều so với nhà chồng Trung Quốc. Nên những ai luôn có suy nghĩ sang Việt Nam để tìm vợ thì nên bỏ đi. Tốt nhất là nên dễ trái sang Lào vì ở đó mới có những người phù hợp với bạn. Nếu sau này bạn không thể lấy ai ở Lào, thì lúc đó bạn chỉ có thể đi Myanmar, Pakistan, Nepal, miễn là không sợ bị chặt chém. Bạn đã đánh thức hầu hết mọi người ở Trung Quốc rồi đó. Các gia đình trong vòng văn hóa Trung Quốc nói chung không tệ. Chỉ cần không phải chiến tranh, họ có thể chịu đựng khó khăn, làm việc chăm chỉ và làm một gia đình. Quê bạn có mùa đông không? Nó có còn thuộc về miền Bắc Việt Nam không? Nhà ở Việt Nam này của bạn rất tốt. Có nhiều người Trung Quốc mơ ước một ngôi nhà như vậy. Trước sau đều có sân, Ngôi nhà trong làng của bạn đều được xây dựng đẹp đẽ và hầu hết trẻ em đều được gửi ra nước ngoài để học tập. Điều đó cho thấy người dân ở đó không thiếu tiền, đi du học Trung Quốc tốn ít nhất hàng trăm nghìn nhân dân tệ đó. Nên coi đó là một gia đình khá giả vừa phải, một gia đình lý tưởng. Nếu hầu hết các gia đình Việt Nam có thể đạt mức sống như vậy, có lẽ chính phủ Việt Nam sẽ rất vui mừng. Bất kể quốc gia nào cũng có những vùng nông thôn phát triển và kém phát triển không thể so sánh được. Tốt hơn nhiều so với các vùng nông thôn ở phía Bắc Trung Quốc. Thế bạn không biết rồi, Người dân nông thôn miền Bắc vẫn rất giàu có, nhưng nhà ở nông thôn miền Bắc không chú trọng nhiều đến việc trang trí bên ngoài và hầu hết là nhà một tầng bằng gạch ngói, vì vậy bên ngoài trông có vẻ rột nát. Đó là vì ở đó khí hậu rất lạnh, nên khi xây nhà phải dựa vào yếu tố sưởi ấm lên hàng đầu. Còn những nhà giàu ở miền Bắc, họ đều mua nhà và ở thành phố. Điều này không thể so sánh được với khí hậu và môi trường ở miền Nam Trung Quốc được. Nông thôn ở Hàn Quốc và Nhật Bản rất giống với ở miền Bắc Trung Quốc. Nhưng họ rất giàu có, vì vậy không cần đầu tư quá nhiều vào nông thôn và bạn phải đến thành phố để tồn tại. Mỗi quốc gia đều có điều kiện khác nhau, nhà ở nông thôn của người Trung Quốc được xây dựng tốt nhưng không có người ở, còn ở nông thôn Việt Nam thì lại khác, họ thích sống ở nông thôn hơn, vì vậy chúng ta mới có cảm giác nông thôn Việt Nam rất tốt. Đừng ai nói với tôi Việt Nam luôn lạc hậu, nông thôn Việt Nam nói chung tương đương Trung Quốc, lương tuy thấp hơn ta nhưng giá nhà lại rẻ hơn ta rất nhiều. Ngôi làng quê hương của bạn là một ngôi làng của một bạo chúa địa phương. Gia đình của bạn với thu nhập hàng năm là hơn 1 triệu nhân dân tệ mới được coi là bình thường trong làng. Hầu hết các gia đình ở Trung Quốc đều có thu nhập hàng năm dưới 1 triệu nhân dân tệ. Đúng vậy, mảnh đất này ở Việt Nam của bạn không nhỏ tí nào, gia đình bạn so với nông thôn Trung Quốc còn khá hơn. Tôi đến Việt Nam năm 1999, những ngôi làng đầy nhà gỗ và tre, họ có thể dễ dàng di chuyển được. Gia đình Việt Nam không khác gì gia đình Trung Quốc, trên thế giới chỉ có 3 quốc gia giống nhất là Trung Quốc, Việt Nam và Lào. Bạn có thể thấy cuộc sống của người Việt Nam tốt như thế nào từ gia đình ruột thịt của bạn. Tôi hy vọng nhiều người đẹp Việt Nam sẽ kết hôn ở Trung Quốc. Tốt hơn so với đại đa số người dân ở nông thôn Trung Quốc. Tất nhiên, gia đình bạn không đại diện cho các vùng nông thôn ở Trung Quốc. Khi nhìn nhận một vấn đề, đừng khai quát hóa từ điểm này sang điểm khác. Bạn có thể xây dựng những ngôi nhà to và rộng trên mảnh đất của mình. Điều đó thật tốt. Điều kiện nhà mẹ đẻ của bạn rất tốt. Có thể đến Trung Quốc thực sự là một cuộc hôn nhân ngàn dặm. Gia đình bạn có phải là người Hoa không? Mình thấy đa số người Việt Nam ăn dưới đất mà nhà bạn có bàn ăn. Phía trên là một số bình luận tiêu biểu trong hàng trăm bình luận của netizen Trung Quốc. Các bạn có thể thấy, chỉ với một ngôi nhà như vậy ở nông thôn Việt Nam cũng đã gây ra nhiều tranh cãi với netizen nước họ. Mặc dù cô gái này đã cố gắng giải thích rằng gia đình mình chỉ là một gia đình bình thường ở Việt Nam thôi, tuy nhiên netizen Trung Quốc vẫn nói điều kiện kinh tế của gia đình cô gái này ở Việt Nam là bạo chúa. Đồng thời qua bình luận của netizen Trung Quốc thì chúng ta biết được thêm một thông tin đó là nông thôn ở miền bắc trung quốc còn kém hơn của miền trung thân yêu của chúng ta nếu ai có dịp ghé qua miền trung thì thấy được sự thay đổi của nơi đây mặc dù chịu nhiều thiên tai bão lũ nhưng những người dân miền trung vẫn kiên cường xây dựng và phát triển quê hương từng ngày đó là toàn bộ nội dung của ngày hôm nay các bạn cảm thấy như thế nào về thông tin phía trên thì hãy bình luận ở phía dưới để mọi người cùng nhau theo dõi nhé cảm ơn các bạn đã xem hết video hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo